Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi một cuộc thư truyền hình số tháng 7 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu mục này ngày hôm nay, chúng tôi xin được đăng tải nội dung trả lời kiến nghị của ngành chức năng đối với một số công dân trên địa bàn tỉnh. Cuối cùng là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, bây giờ là nội dung chi tiết. Hồi âm của ngành chức năng, ông Lý Văn Dương, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông đề nghị xem xét giao đất của lâm trường hiện nay sản xuất không hiệu quả cho người dân sản xuất. Liên quan đến việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, Ủy ban nhân dân xã Dương Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Cạn, lâm trường huyện Bạch Thông tổ chức kiểm tra, xem xét kiến nghị của ông. Qua kiểm tra đối chiếu việc quản lý sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Cạn, công ty tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, các thành phần dự họp thấy rằng diện tích đất của công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quyết định số 985 QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009, diện tích 1.471,42 ha. Sau khi thực hiện dự án đo đạc cắm mốc ranh giới đất nông lâm trường, xác định diện tích đất lâm nghiệp của công ty tại xã Dương Phong là 1.385,42 ha. Khu đất có ranh giới rõ ràng, không có vướng mắc tranh chấp về đất đai. Theo đó, diện tích trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất cho công ty tại quyết định số 378 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh đối với diện tích đất đai tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông. Thưa quý vị khán giả, ông Mã Nông Hứa, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm phản ánh, chi bộ nơi ông sinh hoạt mới đại hội được 2 tháng thì đồng chí bí thư chi bộ chuyển công tác khác. Chi ủy khuyết một chi ủy viên, 95% đảng viên trong chi bộ đề nghị chi bộ tổ chức hội nghị đảng viên bất thường để bầu bổ sung một chi ủy viên và bầu bí thư chi bộ. Đảng ủy cấp trên của chi bộ không đồng ý vì chi bộ mới đại hội xong không bầu nữa và chỉ định đồng chí phó bí thư chi bộ làm bí thư chi bộ. Như vậy đúng hay sai? Vấn đề này chúng tôi xin được trao đổi như sau. Theo khoản 2, điều 13, điều lệ đảng quy định, việc bổ sung cấp ủy viên thiếu do cấp ủy đề nghị, cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định, số lượng cấp ủy viên sau khi bổ sung không vượt quá tổng số cấp ủy viên mà đại hội đã quyết định. Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định tăng thêm một số cấp ủy viên cấp dưới. Điểm B, mục 16.2, quy định số 29 QĐTU ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng quy định. Việc bổ sung cấp ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư là đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nói chung thực hiện theo quy trình, chỉ định và ban chấp hành đảng bộ. Ban chấp hành đảng bộ bầu vào các chức danh cần thiết. Như vậy, quyết định của đảng ủy cấp trên là chưa đúng với quyết định của ban chấp hành trung ương. Thưa quý vị khán giả, ông Tô Văn Tần, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể có hỏi nếu đảng viên A sinh hoạt tại chi bộ X có hai vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống và vi phạm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ X đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống và kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với vi phạm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vậy, quyết định kỷ luật đối với đảng viên A của chi bộ X là đúng hay sai? Trả lời, tại khoản 7 điều 2 quy định số 102 QĐTU ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định, một nội dung vi phạm chỉ bị xử lý kỷ luật một lần bằng hình thức kỷ luật. Trong thời điểm kiểm tra xem xét xử lý vụ việc, nếu đảng viên có từ hai nội dung vi phạm trở lên thì xem xét kết luận từng nội dung vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật, không tách riêng từng nội dung vi phạm của đảng viên để xử lý kỷ luật nhiều lần với hình thức kỷ luật khác nhau. Như vậy, quyết định kỷ luật của chi bộ X đối với đảng viên A bằng hai hình thức kỷ luật cảnh cáo và khiển trách là không đúng. Thưa quý vị khán giả, đến nay, phong trào trồng rừng đã phát triển mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Người dân tích cực tham gia vào trồng rừng sản xuất. Tuy nhiên, diện tích trồng rừng sản xuất kinh doanh lại khó phát triển thêm. Phản ánh của phóng viên mục hộp thư truyền hình. Kim Hỷ là địa phương có hơn 7.100 ha rừng trên tổng hơn 7.600 ha đất tự nhiên. Chỉ với khoảng 500 ha diện tích đất nông nghiệp, việc phát triển kinh tế ở đây còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, trong khi nhiều địa phương khác có thuận lợi với việc phát triển kinh tế từ rừng, thì tại đây, do nằm gọn trong khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, việc trồng rừng mới không dễ dàng. Người dân chủ yếu được hỗ trợ số kinh phí nhỏ để quản lý, bảo vệ rừng.
địa bàn Kim Hỷ đa số là cái rừng đặc dụng. Rừng đặc dụng thì được nhà nước quan tâm nhưng mà cái hỗ trợ thì cũng còn rất ít thôi. Còn cái về cái 47, nghỉ cái 47 thì bây giờ lại không cho phát rừng trồng rừng rồi thì đông nha bà con sống về rừng còn khó. Muốn đề nghị là các cấp có thẩm quyền thì xem xét là cho bà con trong thôn bản, trong xã tận thu, tận dụng cái tán lá rừng độ che phủ cao ấy, trồng cái lâm sản phụ. Một thực tế hiện nay là số rừng tập trung để trồng mới tại Nari không còn nhiều. Nguyên nhân là do người dân đã nhận thức được việc phát triển kinh tế từ trồng rừng sản xuất trong nhiều năm qua. Nhưng đây cũng là hạn chế trong việc mở rộng diện tích trồng rừng mới. Bởi lẽ số rừng còn lại chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, cần được bảo vệ, không được khai thác để trồng rừng. Mặc dù có không ít diện tích rừng trữ lượng gỗ thấp, không có giá trị kinh tế. Đề nghị là nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa đến cái vấn đề gọi là cái trữ lượng gỗ trong rừng. Là sẽ nâng lên, bây giờ đang 30 khối trên 1 ha thì sẽ nâng lên khoảng độ 60 khối trên 1 ha. Thì đương nhiên nó sẽ được, bà con sẽ có cái rừng trồng nhiều hơn. Đấy, nó sẽ mở rộng được cái diện tích rừng trồng. Được biết thời gian qua số vụ khai thác rừng trái phép gia tăng mạnh do nhiều hộ dân cố tình phá rừng phòng hộ hoặc rừng tự nhiên để trồng rừng. Người dân thiếu sinh kế bền vững, trong khi hiệu quả từ rừng trồng thì lại rất rõ ràng. Đối với xã Kim Hỷ thì nói chung diện tích rừng là lớn, nhưng mà chẳng qua thì bây giờ họ cũng thích là rất là trồng rừng. Nhưng mà có cái thì theo thực hiện mà quyết định của chính phủ mà đã ban hành từ 2018 ấy, thì với là cấm tất cả các rừng khai thác kiệt ấy, thì nói chung là cũng không, thì cái cách tuyên truyền mà truyền đạt các thứ dân là không được khai thác mà phá rừng để trồng rừng để quản lý bảo vệ cho tốt. Theo kế hoạch năm 2020, huyện Nari sẽ trồng mới 900 hectare rừng. Cùng với đó, hiện trường trồng rừng ngày càng sâu, xa, cao. Công tác vận chuyển cây con, phân bón, đi lại, quản lý, bảo vệ rất khó khăn. Quỹ đất để trồng rừng còn rất ít. Điều đó dẫn tới kinh phí trồng rừng tăng cao, trong khi nguồn hỗ trợ ngày càng hạn hẹp. Theo quy định, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc theo quy hoạch rừng sản xuất, không hỗ trợ đối với trồng rừng trên diện tích cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt và trồng lại rừng sau khai thác trắng. Vì vậy, tiếp tục gia tăng diện tích rừng trồng trong thời gian tới sẽ là bài toán khó của Nari nói riêng và toàn tỉnh Bắc Cạn nói chung. Mục hộp thư truyền hình số tháng 7 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Ban biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn xem truyền hình. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Số điện thoại 02093 871 382. Mục hộp thư truyền hình đề nghị mọi công dân khi gửi đơn cần ghi rõ số điện thoại nếu có để chúng tôi tiện liên hệ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.